Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chiều nay chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng để triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 10. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh những thiệt hại từ sau cơn bão số 9 vẫn còn đang được khắc phục. Thông tin từ Ban Chỉ huy thành phố cho biết bão số 10 hay bão Goni đã yếu đi khi đi qua Philippines và không còn là siêu bão. Tuy nhiên, bão có khả năng mạnh lên lại khi đi vào vùng biển nước ta. Hoàn lưu bão sẽ xuất hiện từ chiều ngày 4 tháng 11. Hiện còn 4 tàu đang hoạt động trên biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cảng vụ thành phố đang tiếp tục hướng dẫn tàu thuyền về neo đậu vị trí an toàn. Các địa phương cũng chủ động ứng phó bão phù hợp với địa bàn. Đáng chú ý, huyện Hòa Vang đã thành lập 2 tổ tiền phương tại Hòa Liên và Hòa Phong, đồng thời đã lên kế hoạch di dời cho 146 hộ của 4 xã nằm trong khu vực nguy hiểm. Nhiều ý kiến đề xuất thành phố cương quyết cho hạ các cần cẩu, dàn giáo công trình xây dựng, ngưng hoàn toàn các công trình đang thi công, tiếp tục đẩy mạnh việc cắt tỉa, thu dọn cây xanh ngã đổ và rác thải để đảm bảo hạ tầng điện. Lưu ý việc xả lũ của thủy điện, các khu vực sạt lở tại bán đảo Sơn Trà, Nam Hải Vân, đồng thời có phương án hỗ trợ người dân, nhất là những hộ bị thiệt hại nhà cửa sau bão số 9 vừa qua. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, tuy bão số 10 đã suy yếu, nhưng diễn biến bão vẫn còn rất phức tạp. Đề nghị các sở ngành địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục đề cao cảnh giác ứng phó bão, không chủ quan, lơ là, nhất là khi thành phố vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau ảnh hưởng từ bão số 9. Phó Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị các lực lượng chức năng khẩn trương thông tin tình hình, đưa các phương tiện trên biển về neo đậu an toàn. Lưu ý, các địa phương tiếp tục chú ý về công tác phòng chống sạt lở, chủ động di dân khỏi những vùng nguy hiểm, nhất là huyện Hòa Vang. Đáng chú ý, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn, khả năng thủy điện xả lũ cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý. Thì các hồ chứa của chúng ta có 19 hồ đấy, trong đó hai hồ lớn nhất là hồ Hòa Trung và hồ Đồng Nghệ, thì đã cơ bản là cũng đã chứa nước đầy. Thì nếu có đợt mưa lớn sắp tới thì hết sức chú ý cái vấn đề mà nước tràn qua đập tràn tự nhiên đấy, thì sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân ở hạ du và phải có thông báo kịp thời cho huyện Hòa Vang rồi cho các xã để biết để phòng tránh kịp thời. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện tiếp tục theo dõi thông tin trên báo đài từ Ban Chỉ đạo Trung ương, các đài khí tượng thủy văn để nắm tình hình, chủ động triển khai giải pháp ứng phó bão. Đặc biệt, lưu ý hạn chế người dân ra khỏi nhà, có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập, kênh mương. Về công tác di dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Chúng ta rất lưu ý khi mà nếu như mà cơn bão nó đổi hướng vào trực tiếp, ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng, hoặc là mưa lớn có nguy cơ sạt lở tại các vùng trũng, thì đề nghị chúng ta triển khai các biện pháp di dân, các phương án di dân theo các kịch bản mà đã theo các kế hoạch, theo các kịch bản mà đã được phê duyệt. Tốt nhất là trong giai đoạn này, trong giai đoạn mà khoảng từ 48 đến 72 giờ trước khi bão vào là chúng ta phải làm rất tốt công tác phòng chống bão. Còn đến khi bão vào là chúng ta phải nguyên tắc tránh và tập trung ở 4 tại chỗ thôi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị tiếp tục quản lý chặt chẽ tàu thuyền neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang, di dời các tàu chở dầu đến vị trí phù hợp, đảm bảo an toàn. Đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi việc chằng chống nhà cửa, các hạ tầng công trình đang xây dựng. Sở Du lịch phải thông tin cho khách du lịch, người nước ngoài tránh trú an toàn. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền kịp thời về cơn bão số 10. Toàn lực lượng chủ động ứng phó bão theo phương châm 4 tại chỗ.